son hơi hơi bị buồn nha. Tôi là fan của fan này. Tôi là fan của fan này. Làm gì vào xong phòng ấy? Lấy đồ, lấy kính. Ok. Chúng ta vào đâu mà đúng không? Rồi. Phải không? Rồi, ok, bây giờ tuần này bạn đấy hay từng bảo tôi bắt tôi làm rất nhiều thứ lắm rồi. Bây giờ Phan tiến hành lấy bát. Ok, lấy bát này. Đúng xong chưa nào? Tạm biệt nhá. Ăn sướng xong vào 10 phút. Ok. Bắt đầu. Nhớ ông nó làm được hay không? Hay là tôi không phải ăn mấy cái loại trứng này đâu. Nhưng mà thôi được rồi. Ngon đấy, ăn đi. Từ ăn xong vào nay từ từ hôm đó thì bể bội 10 phút mà ăn khách sạn đi anh em. Tôi đi uống cà phê này. Cà phê của tôi đây là đây. Đây, tôi chưa lấy nước ngọt cola cola nữa. Hôm nay. Cà phê rồi lại còn sách mấy trang này tao bị nghi gì. Uống đi. Sai sở này tôi đổ nha. Ok. Uống gì? Uống. Này. Uống hết hai sai ok. Nó làm được không? Đấy, ăn uống cả hai chai ok, một chai sữa được chưa? Ok. Anh ấy ăn rất là nhanh. Chúng ta nói thể nhìn thấy. Đây là tốc của tôi. Tôi uống cà phê để tôi ăn sáng. Ăn này nhìn. Tôi đã mời anh ấy uống cà phê rồi. Bên kia nó rồi đấy.
Ông không uống được. Chỉ tôi uống được thôi, ok. Hình hoàn tôi uống, tôi sai là ông không được uống nha. Ai bảo thế? Bao giờ tôi về thì ông ở nhà một mình thì ông uống được chưa? Ok. Nào ăn nhanh nhẹ. Ăn này ăn sớm. Nào, ơn thi là bắt đầu. Ui trời. Uống. Nay xong đó. Nay xong đó là uống. Nay xong chưa? Không rồi. Ngon hết mất nhỉ. Tiếp. Uống hết sai, uống hết sai này. Này. Uống hết. Đừng nói nhiều nữa. Về lớp này, về lớp 7 nha. Lớp 7, 8, 9, 10, ok. Được chưa? 8, 9, 10, ok. Ok. Đó là ăn vào cho sóng lớn nha. Phan nha. Lần sau hôm một quả này Tuấn, hai quả mà Tuấn Minh làm ấy, 1/2 là Phan làm, 1/2 Tuấn Minh làm, ok. Được chưa? Quá được luôn. Ngon không? Nạt. Anh ấy tốt, bảng vào mồm, chúng ta có nhìn thấy. Wow. Tài nữa. Ôi, cuốn tô la. Ok. Nát ngực luôn rồi. Gì? Nát ngực luôn rồi đấy. Nó làm sao? Nát người luôn rồi đấy. Nát người. Hai vào rồi. Uống tốt lắm thôi. Tuy nữa. Đây là tốc giá phê của tôi. Hai vào rồi uống. Tôi uống. Bây giờ ăn không? Ăn không? Chết đến nơi rồi đây. Ngoan không? Ôi. Uống. Đừng có phải uống nhờ. Em ăn nhờ. 2, 3. Em uống nhờ uống à? Ồ. 2, 3, ô, 2, 3, uống, lại uống hết luôn. Không uống nữa. Không uống. Không uống. Thì tôi đổ đi nhé. Sao được? Tôi đổ sẽ mà. Nói chung là cái này nên để đánh đi chứ đừng có mà để phim gì cả. Tôi phải có lúc uống tiệc trai. Ông phải uống tiệc của tôi rồi. Bây giờ cháu trai trao cả để ăn sinh nhật nữa. Thì tôi mua hai một dạng nhiều size tola size to bự luôn, nhiều size tola to bự 2,25 lít còn gì nữa. Bao giờ sinh nhật tôi mua rồi, ok không? Lẩu gà này, sân giò heo trứng này, sân gà này, điên lên tan muốn cà phê. Gì? Anh này làm đang xong hoàn thành hồ
đàn xong hoàn thành. Nghỉ 10 phút, nghỉ 1 phút. Không, miễn phí á. Hàng này nó là như quán cà phê. Sắp kiệt sức rồi. Kiệt sức tại gì? Bây giờ cứ thì ăn thì ăn. Hàng ngày uống cà phê. Chỉ uống cà phê hết. Ông đang quay vào mặt tôi không đấy? Thế ông chỉ quay vào chính mặt ông thôi. Đấy. Thiết ngay mà coi. Anh ngay lên. Ok. Tôi là B đây anh em ơi. Đó là tên của tôi sau này ấy. 2022 B tên mà. Hân sẽ làm gì? Thì tí nữa cho chị ăn không? Eo. Tôi đã luôn rồi. Tôi thua. Không ăn được nữa rồi. Nôn là thua. Hết. Tôi thua. Ai nôn, người đấy thua. Ăn là phải ăn hết. Nếu bạn nôn, bạn phải. Nếu bạn nôn. Bạn nôn hay không, tôi kệ bạn. Nhưng bạn phải ăn nốt. Tôi không ăn nốt nữa. Tôi bỏ cuộc. Hết. Tôi ăn mở nhạc đây. Cảm ơn nha. Tí nữa tới này cho anh ăn. Cho một ai mà ông cảm thấy là ông muốn ăn đi. Những ai mà ông thích thì cho người ta ăn đi. Ai muốn ăn thì ông cho người đấy ăn. Vậy clip hôm tết hôm thành công đúng không? Được vậy. Bye anh. Bye. Thôi tôi. Bye anh em. Làm gặp bye anh em. Xin son hết hơi bồ. Đã hết không rồi, ba anh em nha. Phan chào em. Chào tất cả mọi người nha.